Hà Nội rà soát các dự án, công trình đắp chiếu, bỏ hoang để chống lãng phí. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký, ban hành công điện triển khai thực hiện công điện số 112 của Thủ tướng về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn động, dừng thi công kéo dài, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát. Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Công nghệ và Giám định Công nghệ thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hát Thạch Thất, Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 600 tỷ được xây xong rồi bỏ hoang. Trong công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ các dự án, công trình tồn động, dừng thi công kéo dài, thuộc phạm vi, địa bàn quản lý. Lĩnh vực rà soát, thống kê bao gồm các dự án đầu tư công, dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc các ngành giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi, môi trường, thoát nước và xử lý nước thải, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, các dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở sinh viên, bãi đỗ xe, chợ chậm triển khai, chậm đầu tư xây dựng, chưa hoàn chỉnh theo dự án, quy hoạch được duyệt, các khu công viên đã đầu tư xây dựng nhưng chưa khai thác. Sử dụng các ô đất quy hoạch công viên chưa đầu tư xây dựng. Văn bản cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ nguyên nhân, khẩn trương xây dựng kế hoạch, biện pháp khắc phục, xử lý ngay, dứt điểm các vướng mắc tồn tại. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm, nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành, cơ quan đơn vị được giao thực hiện để làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá. Các cơ quan, địa phương báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch Đầu tư trước ngày 25 tháng 11 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Cạnh đó, giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Tổng hợp, phân loại các dự án đầu tư, nguyên nhân tồn động, dừng thi công kéo dài, đề xuất phương án xử lý, giải quyết, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 30 tháng 11. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu rà soát, thống kê toàn bộ các công trình trụ sở, công sở, diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước không sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả thuộc phạm vi, địa bàn quản lý, nhất là đối với các công trình công sở, trụ sở sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Sau rà soát, các cơ quan liên quan có trách nhiệm đề xuất kế hoạch, biện pháp khắc phục, sắp xếp, khai thác có hiệu quả các công trình này, trong đó xác định rõ trách nhiệm. Nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành, cơ quan đơn vị thực hiện để làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá. Mới đây, tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phải bảo đảm đưa các tài nguyên, tiềm năng của thành phố trở thành động lực và nguồn lực thúc đẩy phát triển thủ đô, thực sự mang lại lợi ích cho xã hội, không để kéo dài, dù là dự án đầu tư công hay ngoài ngân sách.